Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay thì em rảnh rảnh em ngồi làm cho các bác một cái video. Thứ nhất là về vấn đề phân biệt hàng chính hãng. Thứ hai là việc lựa chọn một cây cần đã qua sử dụng để mua. Đấy. Làm sao để biết được cần nó còn nguyên bản, cần không còn nguyên bản. Thì hôm nay em sẽ nói với các bác về cần rút trước nhé, xong rồi video sau em sẽ nói với các bác về cần ba khúc. Và nhiều anh em, thứ nhất nhiều anh em đầu cơ bán đầu câu, anh em chia sẻ phân biệt cần hàng chính hãng, thì thực tế ra nó chỉ được áp dụng cái những cái đấy mà các bác ấy, các anh chị em, các em nó, các bạn đó chia sẻ thì chỉ được áp dụng với một số mẫu cần thôi anh em nhé. Đấy. Chỉ có thể áp dụng được với một số mẫu cần cơ bản chứ không thể áp dụng chung được, mình nói thẳng như vậy. Vì các mẫu cần nó có đặc điểm khác nhau nên không thể nào đưa các đặc điểm đấy để mà phân biệt hàng chính hãng với hàng nhái như giả, thì gần như không áp dụng được bao nhiêu cả, nó chỉ áp dụng được trên số mẫu, một số mẫu cần. Vấn đề thứ hai là nhiều anh em cũng có đam mê câu kéo nhưng họ không am hiểu về đồ câu, nhưng họ chia sẻ những cái mà nói chung là những cách mà để nhận biết hàng zin và hàng không zin, thực ra nó không đúng cho lắm. Đấy, rất hoan nghênh là các bạn này, các bác đấy đã chia sẻ. Tuy nhiên là họ chia sẻ trên quan điểm họ hiểu đâu họ chia sẻ đấy thôi, chứ không phải là họ biết về đầu câu. Thế nên những quan điểm chia sẻ họ của họ nó không chính xác. Mình thấy nó không chính xác. Đấy. Ở nhiều điểm. Đấy. Nhưng mà rất hoan nghênh là các bác đã chia sẻ. Cái đấy, cái tinh thần đấy cũng là đáng khen ngợi, nhưng mà nó chia sẻ nó phải chuẩn. Chuẩn chỉnh. Đấy, nó phải chính xác cho các bác, các anh chị em đam mê biết. Chứ còn chia sẻ cái đấy thì nó chả có tác dụng gì cả. Đấy. Nó càng làm cho anh em không biết về đầu câu nó càng rối hơn thôi. Đấy. Nhiều bác cứ đòi hỏi là cần này hàng chính hãng thì phía chuôi cần nó phải màu xám này. Nào thì khoen nó phải màu sữa này. Đấy. Đấy. Pad thì nó phải là pad titanium này. Không phải đâu các bác nhá, nó theo mẫu cần, dòng cần, đời cần. Đấy, nó có đặc điểm khác nhau để chúng ta phân biệt. Đấy, chứ không thể nào giống nhau đánh đồng 100% nhé, vì các mẫu cần, các dòng cần nó không giống nhau. Thứ nhất là về phân biệt hàng chính hãng và hàng không chính hãng, thì em nói đơn cử cho bác để các bác phân biệt này. Thứ nhất là hàng chính hãng với hàng không chính hãng này, có đơn giản các bác phân biệt. Thứ nhất về giá, hàng chính hãng nó cũng đắt, không bao giờ rẻ, em nói thẳng đấy. Ví dụ cái hàng tầm trung của nó bèo nhau phải 3 4 triệu đấy, đấy là một cây tầm trung nha. Đấy, chứ không có chuyện là nó giá có triệu, 1 triệu, 1,2 triệu nó là hàng chính hãng mà hàng mới nhé, hàng mới nhé các bác nhé, hàng mới hoặc là những dòng cao cấp đã qua dụng thì bèo nhau của nó cũng phải tầm cỡ độ 4 5 triệu đổ lên. Đấy, không bao giờ có chuyện là nó chỉ có 2 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu nó cũng là hàng chính hãng mà hàng gần như mới cứng ạ. Đấy, thì không có. Các bác nên cẩn thận với những cái hàng nó rẻ quá nhé. Đấy, rất nguy hiểm với những bác mua hàng rẻ quá. Đấy, cái đấy nó người ta cứ bảo nó là hàng chính hãng, hàng Indo này, hàng Manai này, xuất Nhật này. Đấy, giá ví dụ như em nói đơn cử này, con Sumider màu xanh ngọc nhé, hàng không chính hãng thì giá chỉ có dao động từ 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi. Đấy. Có nghĩa là hàng Trung Quốc nó làm nhái em giả đấy, theo đơn hàng của các bên bán đồ câu Việt Nam. Thế còn hàng chính hãng của nó màu xanh ngọc thì hàng thấp thấp nhất của nó phải tầm cỡ 6 triệu đổ lên. Đấy, nó gọi xấu xấu bần bần. Nó cỡ 6 triệu lên các bác nhé. Thế nó đắt gấp 3 lần, hơn 3 lần một cây hàng nhái. Thế nên không có chuyện là hàng chính hãng được. Hay như con Spin Power ấy bác nhá, Spin Power rút nhá. Hàng chính hãng ví dụ đời năm khoen thấp nhất nó cũng phải tầm con nào xấu xấu bẩn bẩn nó phải tầm 9 triệu. Đấy. Để cho đến dao động lên khoảng 15 16 triệu. Còn cái con hàng nhái thì nó chỉ bán ra có 3 triệu 1 đến 3 triệu rưỡi. Đấy. Thì các bác thấy nào, giá nó chênh nhau ít nhất là 3 lần. Đấy, các bác nên nhớ như vậy. Thì cái đơn giản nhất các bác phân biệt về giá rồi. Các bác có thể phân biệt đâu là hàng chính hãng và đâu là hàng không chính hãng rồi. Đấy, cùng một mẫu cần nhé. Đấy, thứ hai, các bác phân biệt ở điểm gì? Thứ hai, hàng chính hãng. Đấy. Thì tất cả các đặc điểm của hàng chính hãng các bác cầm cái cần lên,
Đấy. Thì cái khoen, bộ khoen của nó là xích cao cấp. Đấy, xích cao cấp. Đây, mình cho anh em xem này. Thứ hai điểm ở trên cây cần nó là xích cao cấp. Đây. Đây. Hàng chính hãng bao giờ nó cũng là đá xích cao cấp. Nên cái màu đá xích bên trong này anh em này, bao giờ nó cũng rất là bóng. Đấy, rất là bóng luôn. Đấy, đối với những hàng cao cấp nhé. Hàng tầm trung thì nó không bóng bằng. Đấy, còn có đối với hàng nhái, hàng giả thì màu của nó bao giờ cũng đục đục. Đấy. Nó rất là dại, không bao giờ được sáng bóng như này nếu mà nó làm nhái những dòng cao cấp nha anh em nhé. Thứ hai là đặc điểm cơ bản của một số mẫu cần hàng đời cao, ví dụ như là khoen màu sữa này, hay là cơ bản của những dòng đời cao này. Đấy. Pad máy thì lúc nào cũng là pad Fuji, mà pad Fuji hàng xịn anh em nhé, Fuji hàng xịn. Đấy. Đặc biệt là có thể là pad titanium, chất liệu nước sơn thì lúc nào nó nhìn rất là đẹp. Các bạn biết là những cái mẫu cần chính hãng nó sơn này. Đấy, những cái mẫu sơn này là nó sơn đấy, bằng sơn phủ bóng ở trên ô tô anh ạ, ô tô xe máy ấy. Đấy, nó phun sơn bằng những loại sơn đấy, sơn cao cấp đấy. Thì nó rất là đẹp đấy. Nó đẹp, nó óng ánh, nó rất là đẹp. Thứ ba là anh em biết là độ lẩy của cái cần đấy, độ lẩy của cái cần hàng chính hãng nào nó có cần nó có độ lẩy, kể cả nó cứng đến đâu nữa nó có độ lẩy rất cao nhé anh em nhé. Đấy, còn cần không chính hãng thì một là nó óng ẹo toàn cần, hai là nó cứng như que củi ấy. Anh em rút toàn bộ cần anh em cầm anh em vẩy nó không có độ lẩy mấy đâu, cần không chính hãng. Đấy, một là nó lẩy ở giữa thân lên, hai là nó không có độ lẩy, nó bì luôn. Đấy. Còn hàng chính hãng mà anh em rút ra vẩy, nếu mà cần nào nó thuộc hàng phân khúc tầm trung đấy, thì nó lẩy hai phần nó lẩy 1/3 của cây cần hất lên, hoặc là hơn 1/3 một chút. Đấy. Còn hàng cao cấp thì nó lẩy khoảng tầm độ 50 phân trở lên, 50 phân trở lên anh em nhé. Có nghĩa nó lẩy toàn bộ ở cái gióng cuối cùng này. Đấy. Hoặc là ở 1/3 của gióng thứ hai hất lên nhá. Anh em nhớ là như vậy. Càng cao thì độ lẩy của nó chủ yếu nằm ở cái ngọn. Đấy. Đấy là về phân biệt hàng chính hãng và không chính hãng anh em nhé. Còn anh em muốn đi sâu vào thì anh em sẽ phải tìm hiểu từng mẫu cần cụ thể cơ bản nhé. Em bây giờ em không thể nói từng mẫu cần cụ thể cho bác được. Vì nếu mà nói từng mẫu cần ra có một bao nhiêu video cho nó đủ anh em nhé. Đấy. Còn cái mã code này và cái tem này thì anh em nên nhớ là gì? Hàng chính hãng bây giờ tem nó sắc nét hơn. Tuy nhiên là cái code này nó cũng làm giả, nó cũng in giả, nó in bằng cái code thật luôn. Đấy, thế nên anh em có tra trên những cái cần đấy thì nó không ra. Đấy, có mấy đặc điểm anh em phân biệt giữa cần chính hãng và không chính hãng nhé. Vấn đề thứ hai em nói luôn, vấn đề thứ hai này là các bác muốn lựa chọn một cái cần đã qua sử dụng đấy, để đi câu làm sao đảm bảo anh em nhé. Đấy, thì vấn đề thứ nhất ở đây là anh em muốn lựa chọn cái cần đã qua sử dụng này. Thứ nhất, vấn đề thứ nhất là bị mông má này. Đấy. Mông má ở đây nó có nhiều kiểu lắm. Thay đốt, thay đốt nó vẫn có dòng cần đấy thì thôi, coi như cái đấy vẫn gọi là zin, nó thay đốt của mẫu cần đều hơn vào thì cái đấy dễ phân biệt lắm. Thứ hai là sơn lại thì các bác nên nhớ nó sơn lại để sơn lại những dòng cao cấp, còn những dòng trung cấp thì nó không bỏ tiền để sơn anh em ạ, vì cái công sơn này này, nếu mà sơn sơn ở mà sơn sơn tay ấy, sơn mà gọi xịt 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 tự xịt tay đấy thì nó rất là dại, màu nó cực kỳ dại luôn đấy. Còn bây giờ nó làm giả thì nó sơn bằng công nghệ sơn ô tô xe máy ấy. Nó sơn bằng phun máy hết thì không khác gì cái cần chính hãng cả, em nói với bác thế, kể cả phủ keo sau khi sơn xong nó phủ keo y như cần chính hãng luôn, đẹp long lanh như vậy đấy. Thì cái đấy rất là khó phân biệt, chỉ có anh em trong nghề sẽ dựa vào một số đặc điểm cơ bản để phân biệt thôi, thì các bác sẽ không quan tâm quá nhiều đến cái vấn đề đấy. Đấy, thứ nhất thì em nói cho các bác là thứ nhất là cần mông má thì các bác nên nhớ là nếu nó sơn sơn lại thì đối với những cần người ta tự sơn bằng tay thì các bác nhận ra ngay là cái màu sơn nó rất là xấu, và thứ hai nó rất là dại, nhìn nó dại, nó không bóng bẩy, nó không đẹp, mà nó không có bóng bẩy và nó không được đẹp anh em là nhớ. Đấy. Đấy nhờ. Nó không óng ánh như này, và hai nó có nó óng ánh thì nó lại quá trắng đấy, so với màu sơn của dòng cần đấy. Đấy, ví dụ màu màu đây màu ngọc trai chẳng hạn thì nó sơn như kia, màu nó đổi sang thành màu gần như màu bạc, đấy, màu bạc, đấy, nó không còn còn đặc điểm là của dòng ngọc trai nữa. Đây này anh em nhìn này, đây này, đây nó sẽ như màu màu bạc như này
anh em nhé. Đây là màu bạc này, còn đây là màu ngọc trai này, anh em nhé. Đấy, hai mẫu cần khác nhau này. Đấy. Thì sơn kia nó sẽ sơn, nó sẽ có màu bạc như này, nhưng nó trắng hơn, nó trắng cũng gần gần như này nhưng nó màu bạc cơ. Đấy. Các bác nhé, đấy là về mông má nhé. Các bác nên nhớ là những cần mông má lại thì đa phần những cần đấy nó phải ít nhất phải tầm độ chục triệu đổ lên nó mới bỏ công nó làm đấy, chứ còn thấp quá nó làm không bỏ công đâu, em nói thẳng các bác thế, làm nó phải có tiền đấy. Sơn đấy nó phải đi phun sơn ra các tiệm sơn ô tô xe máy ấy, nó phun sơn cho, phun bằng máy đấy chứ không phun bằng tay đâu đấy. Nó có hệ thống pha sơn mà, pha sơn màu như này luôn đấy. Chứ anh em đừng có bảo là họ làm giả không có màu nhèo nhá, màu như này luôn đấy. Thì cái đấy anh em khó phân biệt lắm, nói chung nó dại dại thì anh em phân biệt nó dễ, còn nó không có dại màu thì em không phân biệt được, nói thẳng như vậy. Vấn đề thứ hai đấy là em muốn nói với các bác là gì, đấy, cần còn zin hay không zin. Zin ở đây có nghĩa là gì đấy, là nó có bị gãy không đấy, nó bị gãy không đấy. Chứ còn nó thay đốt, nó thay đốt vẫn đốt nguyên bản thì anh em không phân biệt được đâu đấy. Còn nó thay đốt hàng cần khác vào thì anh em nhìn thấy ngay, cái đốt đấy rút ra thì cái kể cả nó sơn giống màu đấy nhá, thì cái độ cứng của đốt đấy nó không chuẩn. Anh em rút ra em vẩy cần thì cái đốt người ta làm giả đấy, độ cứng nó không bao giờ bằng cái đốt thật, thế nên nó sẽ lẩy ở chính cái đốt đấy, chính cái đốt mà người ta thay đốt giả đấy nhá. Thì cái đấy dễ quá rồi, anh em nhìn phát là ra, rút cần ra vẩy phát là biết ngay. Đáng nghe cái đốt đấy người ta thay đốt cái đốt đốt thứ hai từ dưới gốc lên chẳng hạn, thì anh em sẽ thấy cái đốt này nó sẽ ọng ẹo ọng ẹo đấy, chứ không thể nào được ngon như cái đốt nguyên bản đâu anh em ạ. Vấn đề tiếp theo này là anh em quan tâm đến đến vấn đề gãy ngọn đấy. Nhiều anh em bảo là tháo cái nắp đít ra đấy, tháo nắp đít ra và soi vào bên trong đấy. Có nhiều bác chia sẻ như này, bây giờ em nói luôn này, tháo lắp đít ra này, soi vào bên trong giống cần này, đây em soi cho bác xem này, đây em quay cái video này cho nhìn cho rõ nha, đây nhà bác bật soi bên trong, em để đây phát không nó chọc xuống thì lại vỡ mồm, anh em quay cái video đây nha. Đây. Nhiều bác quả sẽ soi bên trong như này. Em sẽ quay cho bác luôn. Đây, soi bên trong như này. Đấy, thì thấy các đốt bên trong nó bằng nhau. Đó, cái này hơi khó nhìn rồi đây này. Đây. Thì thấy các đốt bên trong bằng nhau. Em nói thẳng nó không bao giờ bằng nhau. Để các bác nhìn này. Để em chọc xuống nhé. Đấy, chọc xuống các bác xem này. Đây nha, hạ cái này xuống này cho anh em nhìn này. Đây anh em nhìn này, các đốt phía bên trong không bao giờ nó bằng nhau được các bác nhá. Các đốt phía trong không bao giờ bằng nhau. Anh em mới chém là cái đốt bên trong nó gần bằng nhau. Đấy, không bao giờ. Anh em nhớ là khi thiết kế này, các đốt bên trong không bao giờ bằng nhau được vì nó phân theo độ dài mà. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy đốt thứ hai, thứ ba hoặc là đốt thứ tư nếu nó là cần, nó theo mẫu cần nhá. Ví dụ như đây con spin 7 khoen thì cái đốt trên ngọn của nó rất ngắn, em không bao giờ nhìn thấy được. Đấy. Không bao giờ nhìn thấy được, thế nên không thể nào bảo con này bị gãy ngọn được. Đấy. Cái này em có nhìn thấy ngọn bên trong đâu mà bảo gãy ngọn được, vì dòng này thiết kế đặc biệt. Em tháo con khác cho anh em xem này, em tháo con khác cho xem nhé. Đây, em tháo cho một con spin tiếp. Đấy, nhưng mà con này đời 5 khoen nhé. Làm cái video này tốn thời gian phết đấy các bạn. Nhiều khi em muốn gói gọn trong một cái video nó rất là khó. Đây, đời 5 khoen như con này đây. Anh em có thể rút được cả gióng ra đây này. Anh em nhớ, rút cả gióng ra ngoài luôn. Đấy, anh em nhớ, rút cả gióng ra luôn này. Vì cái dòng dưới nó không có khoen, nó là khoen treo. Đây này.
Anh em đưa vào trong này nhìn này. Nâng cái máy lên tí không nhìn, chả nhìn thấy cái gì cả. Đây. Đây anh em nhìn này. Đấy, phía trong anh em có thể nhìn thấy đốt ngọn này. Đấy. Và các gióng nó cũng không bằng nhau luôn. Độ dài ngắn của các gióng bên trong này khác nhau, anh nhé. Đấy, ngọn lúc nào cũng ngắn nhất. Đấy. Anh em chưa? Đủ 4 gióng, 1 2 3 4 cả ngọn rong này. Vì cái cần này là cần 5 khoen nên các gióng của nó, cái ngọn của nó dài hơn, chúng ta nhìn thấy được. Đấy. Thì nếu anh em muốn biết nó bị gãy, gãy đốt hay không thì nó dễ lắm. Anh em chỉ nhìn cái đốt bên trong này. Vì những cái vòng dưới này là vòng toàn là carbon hết, nó là carbon đen. Đấy, mà nó gãy phát thì anh em nhìn nó nham nhở ngay, mà kể cả người ta đánh bóng lại thì nó sẽ không đều. Đấy, không đều các vòng này. Vòng này nó cắt anh em nhìn này. Nó cắt này. Đấy, nó cắt rất là phẳng, mặt cắt rất phẳng. Đấy. Với thứ hai là nó gãy gióng. Nó gãy gióng ở các đốt này, anh em nhìn ở cái đốt này. Thì anh em sẽ nhận ra ngay ở chỗ nào. Em sẽ cho anh em xem này. Nếu nó gãy ở các gióng đốt này thì dễ phân biệt lắm. Đây. Anh em chỉ việc rút hết cái đốt này ra. À, anh em rút hết cái đốt ra này, ở cái vị trí này nhé, nếu nó bị gãy ở đây, người ta lối thêm vào đấy, nó gãy đây nhé, nó gãy người ta lối thêm ở đây không đút vào thì cái gióng này sẽ bị thu ngắn lại. Và thay cái chỗ này nó sẽ nhỏ hơn cái vòng đai này, nhỏ hơn cái vòng đai này đấy, nó có vết hết nên là cái gãy đốt này, gãy đốt những cái đốt chính này dễ phân biệt lắm. Chủ yếu anh em khó khăn nhất là nó gãy ở đâu, nó gãy ở ngọn, nó gãy ở ngọn này. Đấy, nó gãy ở ngọn. Có nhiều bác thì phân biệt gãy ở ngọn này bằng cách rút toàn bộ cái cần này ra và đo. Đấy, đo cần 4m25 thì nó phải độ đủ độ dài 4m25. Tuy nhiên thì nó lại không phải như vậy. Không phải cần nào nó có 4m25 thì bác rút ra thì đo nó sẽ đủ độ dài 4m25. Đấy, cần nào 4m5 rút ra đo độ dài đủ 4m5. Cần nào 4m30 rút ra đo đủ độ dài 4m30, không phải. Các cần nó được phép sai số các bác nhé. Đấy, theo mẫu cần, theo dòng cần. Đấy. Ví dụ đơn cử ở đây em. Em cho biết 3 viên này. Dòng này có sai số này. Daiwa Tournament. Đấy. Tournament Sup 30425. Con này có sai số anh em nhé. Con này thực tế khi đo. Khi đo cần nha anh em nhé. Đấy. Là nếu mà nó còn còn đẹp nóng nanh nhé. Nó còn đẹp, nó còn chưa bị tụt ra nhiều. Thì khi đo con này sai số của nó chỉ có 4m22. Đấy, 4m2 rơi vào 4m21 đến 4m23 các bác nhé. Đấy, có nghĩa nó sẽ sai số vào trong khoảng 3 đến 4 cm. 3 4 cm nhá. Đấy, có con thì nó sai số là tầm 2 đấy, đến 3 cm. Đấy, tùy cần bác nhé. Thì có rút ra đo không bao giờ đủ 4m25. Đấy. Hoặc là như con Gamakatsu cũng vậy. Nó ghi là 4m. Đấy, 4m30 hoặc là 4m15 nhưng thực tế đo chỉ được có 4m12 hoặc 4m13 hoặc 4m30 thì chỉ được 4m27. 4m28 hoặc là 4m26,5. Đấy thì cái đấy là thông số của nhà máy, nó cho sai số như vậy. Vì sao sai số? Đây. Đây vì anh em khi anh em câu nhá thì cái phần ở phía gốc này nó sẽ mòn dần. Đấy, sẽ mòn dần anh em nhá. Mòn dần và nó gì? Nó mòn và nó gì? Nó sẽ bị trồi ra ngoài. Đấy. Trồi ra ngoài sau này nó sẽ dài đủ 4m25 cho anh em. Đấy, nó tính mòn ở cái phần chân này. Đấy, thế nên tại sao cần nó sẽ cho sai số chứ không izin rút ra là 4m25 đâu anh em ạ. Đấy. Nếu nhiều bác mà đo 4m25 nó không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mà muốn biết nó gãy ngọn này không thì chúng ta sẽ làm việc ở chỗ nào. Đây các bác nha. Các bác quan sát ở phía đầu ngọn nhé. Em sẽ cho các bác biết là muốn biết nó gãy ngọn thì ta phải làm như thế nào. Đây. Đây là một cây cần mới nhé. Price Soup này. Đấy. Chữ đen này, nguyên hộp nhé. Đây là cây Daiwa Price Soup chữ đen chữ đỏ, à chữ đỏ, quên là chữ đen, chữ đỏ nhé. Nguyên hộp này. Đây là cần Spin Power
425BX này, hàng 7 khoen nhá. Đây là cây Spin Power 425DX nhá, hàng 5 khoen nhá. Đấy, hàng 5 khoen. Đấy. Và cây này là cây Tournament Sup đỏ. Đấy, rút 30425 nhá. Và cây này, cây cuối cùng em đang có trên video này là cây Sky Cutter Sup. À, Sky Sup, quên là Sky Cutter. Sky Sup 7 khoen nhá. Đây. Thì em sẽ cho các bác cơ bản này, những dòng 5 khoen này các bác đo nhá. Dòng 5 khoen này. Mình muốn biết nó gãy ngọn hay không. Thì bác quan sát này. Đây. Có bác quan sát này. Có biết gãy ngọn hay không nhỉ này. Dùng một cái thước. Thước dây hay là thước nhựa hay thước sắt tùy anh em. Chúng ta đo phần ngọn. Đây em có 1, 2. 1, 2 và 3 cây này. Là 5 khoen này. 1, 2, 3. Em sẽ đo cho bác này. Từ đầu alo. Đây từ đầu này nhé. Đến vị trí này. Vị trí đầu tiên của vị trí của định vị khoen này. Đây anh em nhé. Nó rơi vào 21 cm. Đây, 21 cm. Đấy. Tương tự ta sẽ đo con Spin 425 5 khoen. Đây. Nó rơi cũng vào xấp xỉ 20 cm. Đấy, nó rơi vào 20 cm. Còn con Price Sup chữ đỏ này. Con Price Sup chữ đỏ này cũng 21 cm. Đấy. Thì đối với dòng 5 khoen em nói với các bác nha. Dòng 5 khoen thì các bác muốn biết nó gãy ngọn không, các bác chỉ việc đo từ cái vị trí này, cái phần định vị khoen này, từ đầu định vị khoen đến đến cái đầu alo này, đầu đầu sắt này, đầu sắt này. Đấy. Nó dao động từ 20 đến 21 cm, có nghĩa là cần các bác không bị gãy ngọn nha, không bị gãy ngọn các bác nhá, không bị gãy ngọn. Đấy. Còn khi đã bị gãy ngọn, thông thường nó không gãy 1 cm đâu, mà nó sẽ gãy 2, 3, 4 cm, thì nó sẽ cụt, nó cụt như này. Các bác đo vào nó sẽ chỉ còn khoảng độ 16, 17 cm thôi. 16, 17 cm thì chắc chắn cái ngọn của bác bị gãy. Còn nếu các bác đo vào cái ngọn của bác cứ dao động từ 20 đến 21 thì chắc chắn là cái ngọn của bác nguyên bản, không gãy nhá, không gãy. Đấy đấy là đối với dòng cần rút 5 khoen nhá. 5 khoen thì bác có thể đo như vậy được để biết là cái ngọn của mình bị gãy không. Thứ hai đấy, là đối với dòng Spin 7 khoen thì từ đầu ngọn cho đến định vị khoen. Đấy, từ đầu ngọn đến định vị khoen này. Đấy. Đầu alo nhá, cái đầu là tính từ đầu sắt này này, chứ không phải tính từ đầu đá nhá. Đo từ đầu sắt này này, anh em nhá. Đấy. Đến vị trí định vị khoen này, nó rơi vào 11,5 cm. Thì riêng đối với dòng Spin 7 khoen, đấy, anh em đo như vậy nhá. Vì cái ngọn Spin 7 khoen nó khác hoàn toàn đây anh em nhìn này. Đấy, nó rất là ngắn. Nó ngắn lắm, cái ngọn trên của nó ngắn lắm. Đấy. Cái ngọn trên của nó nếu rút ra hết thì nó chỉ dài hơn 70 phân, nó rơi vào 74 75 phân. Đấy. Nó khác hoàn toàn với các mẫu cần khác. Anh em nhé. Đấy. Hoặc là đối với dòng Sky Sup 7 khoen này thì từ đầu alo. Đấy, từ đầu alo. Đấy, từ đầu alo cho đến cái chỗ định vị khoen đầu tiên. Đấy. Đấy, nó rơi vào 17 cm, 17 cm đây. 17 cm. Thế nên là tùy từng mẫu cần mà anh em áp dụng nhé. Đấy, áp dụng để đo để biết là nó gãy ngọn hay không. Đấy, nó rất đơn giản thôi. Là sẽ biết được gãy ngọn hay không. Còn vấn đề tiếp theo. Đấy, vấn đề tiếp theo này. Đấy đấy là áp dụng với lại các mẫu 5 khoen thì các bác có thể áp dụng nhé. Đo ngọn là nó dao động từ 20 đến 21 cm, từ đầu này, đầu sắt này. Đầu sắt này đến vị trí định vị khoen đầu tiên. Đấy, đến đây. Đúng cái điểm đầu tiên định vị khoen. Đấy. Còn những cái mẫu đời 7 khoen thì mỗi mẫu cần nó có cái độ dài từ đầu alo trên đến cái định vị khoen này nó khác nhau. Thì các bác tìm hiểu nhé. Xong nó phân biệt chứ không thể phân biệt chung được.
Vấn đề tiếp theo đấy, muốn nói với các bác là nhiều bác là gì, tháo cái cần ra và nhìn vào phía bên trong của cái cần này đấy, để biết nó có dập hay không. Rất là khó, em nói bác này, nó bị dập hay lất hay không. Đối với những cái cần nó đã bị dập nặng ấy, nó đã bị dập nát ở bên trong này, thì bên ngoài này, bên ngoài thân cần này nó cũng sẽ có rãnh rãnh dập luôn đấy. Thế nên không có chuyện là bác soi ở đây là carbon nó đen xì, các bác soi vào đây làm sao có biết bên trong nó dập hay không đấy. Có một mắt thánh em nói thẳng các bác thế đấy. Thế các bác chả soi đây làm gì, soi đây chỉ phân biệt nó có gãy đốt không, nó chỉ có gãy đốt không này này. Đấy, nó bị cụt đốt không, cụt đốt thì các bác rút ra bên ngoài, các bác nhìn bên ngoài này, các bác nhìn ở phía bên ngoài này là nó ra, cần gì phải soi bên trong làm gì. Còn đối với cần hàng cao cấp có nhá, hàng cao cấp thì nó bị dập thì nó có nứt tròn không, không, nó chỉ có nứt dọc, nứt dọc này anh em nhé. Đấy, dập bất kỳ nứt dọc, vì các bác biết là hàng cao cấp này nó các sợi carbon nó đan như đan chiếu, các bác đan như đan chiếu, thì khi nó dập theo đường dọc này. Đấy, dập dọc này, lỗ gióng nó cũng lỗ dọc này, lỗ phát nó lỗ toác ra, nó lỗ toác ra xong nó gãy. Đấy, nó gãy, nó tưa ra như này, chứ không vậy gãy rất ngọt, là gãy như là giật phát nó gãy là phẳng lưt đấy, đâu không có đâu. Carbon không ai làm xoắn như thế, mà đan xoắn như vậy theo theo chiều chiều rộng của cần cả, mà nó theo chiều dài cần đấy. Nó đan một cái tấm như là các bác tưởng tượng như là một cái tấm tấm phên người ta đan tre, cứ đan ướp vào nhau ken như vậy, như cái giá cái rổ ấy đấy. Xong bắt đầu nó ép các tấm carbon nó vào với nhau, thì khi cái cần bị dập là sẽ bị nứt dọc nha các bác, nứt dọc đấy. Thì nếu nó nứt nặng thì các bác quan sát phía ngoài là biết ngay, nó nứt nó sẽ phá cả lớp sơn này ra, nó phá lớp sơn này ra, thì cái đấy nhìn rất là dễ. Hoặc nếu nó đã nứt, nó đã phá cái lớp sơn bên ra, các bác có soi bên trong này thì nó bác nhìn nó tua, nó tưa ra hết rồi, thì cần gì phải soi bên trong mà nhìn bên ngoài này, nó có đường nứt dọc này đấy. Còn về bộ khuyên thì bộ khuyên của nó là xích giống nhau anh ạ, màu sắc không thể nào thay đổi được đấy. Cái này thì anh em phân biệt nó dễ rồi, màu sắc bộ khuyên giống nhau đấy, đá xích nó cũng giống nhau cùng một màu đấy. Thì cái đấy thì đơn giản, cái này nhìn nó dễ thôi, cái này không không có gì đặc biệt để anh em phân biệt cả, nó quá dễ dàng rồi. Vấn đề tiếp theo muốn nói với các bác này là các vết sứt đấy, các vết xước trên cần như này đấy, nó có ảnh hưởng gì đến chất lượng cần không? Em nói thẳng không ảnh hưởng gì đấy. Vì những vết xước này nó anh em nhìn này, nó chỉ là xước sơn thôi đấy, nó xước sơn đây, nó xước sơn mà nó rất là xước, xước rất là lông, nó không có ảnh hưởng như trong này này, xước lông như này, những vết xước ngang này nó không có ảnh hưởng gì cả. Vì cái cần này các bác nên nhớ, khi nào có vết nứt dọc này đấy, nó rất là quan trọng. Nứt dọc anh em nhìn phía ngoài nó bị lứt, nứt phá sơn ra nhá, nứt dọc luôn đấy, thì là cây cần đấy là toi rồi. Còn những cái vết sứt này nó không có ảnh hưởng gì cả, nó chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ cần, nó không còn đẹp thôi đấy. Còn nó va đập vào đâu, nó đã có dấu hiệu nứt, nó eo om gióng anh em, nó om gióng thì chắc chắn nó sẽ có vết nứt đấy. Nó đập vào đâu nó sẽ có vết nứt, chứ không thể nào đập vào nó còn nguyên nếu bác được. Nó chỉ sứt, sứt nó sứt ra thì không ảnh hưởng gì cả, xuất ra thì các lớp carbon nó chồng lên nhau thì nó không có ảnh hưởng gì cả đấy. Nó chỉ bị dập cần này, cần nó khi anh em hay bị gãy là nó bị dập cần, nó dập rồi, nó vết dập, nó có vết nứt đây rồi đấy, mà thực ra anh em không để ý đấy. Mà nhiều khi vết nứt rất nhỏ luôn nhưng mà nhìn phía ngoài vẫn thấy nè, có vết nứt nhìn thấy ngay. Còn những cái vết sứt hay vết xước này trên cần đã qua sử dụng không có ảnh hưởng gì nhiều anh em nhé, không ảnh hưởng nhiều. Vì các bác biết là nó đan như là đan, chúng ta đan đan chiếu ấy, đan chiếu đan rổ giá ấy, thì những cái vết sứt này nó làm sao tác động được vào các lớp của cần được, nó chỉ ở lớp ngoài, lớp ngoài thì lớp phủ của nó thôi đấy, lớp phủ bên ngoài, lớp sơn và lớp keo. Đấy, nó sứt này chủ yếu nứt sứt ở ngoài, phía ngoài của cần thì nó không sâu. Còn những cái vết nó khoét sâu anh em nhìn thấy khoét sâu nó thành thành hõm vào đấy, nó quá sâu thì đúng là nó sẽ nguy hiểm. Còn những cái vết sứt như này thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều. À, vấn đề tiếp theo này anh em này, vấn đề tiếp theo muốn chia sẻ này là anh em nhìn ở phía ngoài không thấy nó nứt đấy, không thấy nứt dọc nhé, không thấy nứt dọc thì làm thế nào để biết được bên trong là nứt.
Em rút toàn bộ cái cần ra cho em. Rút toàn bộ cái cần nhé. Sau anh em vẩy cầm ở phía cuối chúng ta như đi câu ấy, ta vẩy. Vẩy 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 mạnh tay cho em. Vẩy mạnh nhé, đi lên đi xuống nhé, vẩy mạnh tay này. Thì những cái chỗ nào nó đứt ở trực tiếp trên cái gióng cần nhé, thì nó sẽ phát ra tiếng kêu ở trên gióng cần này. Chứ còn nó kêu ở các cái khớp cần này thì nó không ảnh hưởng gì nhé. Có thể các khớp cần nó lỏng lẻo chẳng hạn thì nó kêu chuyện bình thường thôi. Đấy, hoặc nó mòn không đều nó kêu là bình thường thôi. Nhưng nó kêu ở trên này. Đấy, kêu kêu trên cái gióng này, này, trên một cái gióng cần này. Mà anh em thấy nó tiếng kêu lạ. Đấy, chúng ta thấy nắc nó kêu kẹt 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 hoặc kẹt 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 tại những cái gióng cần này thì đảm bảo các bác là cái gióng cần này đã bị dập bên trong. Đấy, dập lứt bên trong nhưng nó chưa phá ra đến ngoài. Đấy, nó chỉ nứt ở lớp giữa. Đấy, nó dập ở giữa lớp giữa. Thì cái đấy anh em phát hiện ra được. Đấy là cách đặc điểm để anh em biết được nó bị dập hay không nhá. Rồi đấy, đấy là cái chia sẻ cho anh em nhá. Đấy. Tiếp theo là cái cần. Đấy các bác nhá. Cần đã qua sử dụng thì lúc nào nó cũng xước, xước rất ác và tùy cây nhá. Đấy, có cây rất mới đây, ví dụ cây này. Nó chả có vết xước đếch nào cả. Đấy, vì những cần này nó gần như không có sử dụng. Đấy, hoặc nó sử dụng có một lần thôi. Đấy, xong người ta không sử dụng nữa thì nó mới cứng luôn, nó mới cứng luôn. Đấy. Và khi bán hàng này thì chúng em bán cũng theo độ đẹp của cần, theo giá đầu nhập về anh em nhé. Đấy, giá đầu nhập về nhé. Đấy là một số đặc điểm em hướng dẫn cho các bác khi các bác lựa chọn cần câu lục, cần rút nhá. Làm sao cho nó hàng nó còn zin, hàng còn zin thì các bác cứ cầm một cái cần lên. Các bác nhìn từ A đến Z này, part chưa hạ là zin này. Đấy, nguyên bản part. Part thì lúc nào nó cũng là part Fuji, 100% các dòng cần đều là part Fuji. Đấy. Tem mark đầy đủ, màu sắc đấy, đẹp. Đấy. Còn đừng đừng có dựa vào cái chuôi cần nhé, chuôi cần thì tùy từng mẫu nhá. Đấy, có mẫu nó màu đen, có mẫu nó màu màu sữa đục, màu trắng sữa đục ấy, hoặc là màu xám lâu ấy, thì nó phân biệt theo dòng cần thôi. Và các bạn khỏi phải soi bên trong này là xem nó có lứt hay không nhá. Mấy thứ hai là các đốt bên trong này nó có bằng nhau không nhá, cái đốt bên trong này không bao giờ bằng nhau, em khẳng định 100% bao luôn, bất kỳ dòng cần nào. Tại sao không bằng nhau? Đây, em cho các bác xem này. Phía ngoài của cái cần nhá. Đây. Đây này. Anh em nhìn phía ngoài cái cần này. Đây này, các đốt này. Đấy. Có bao giờ nó bằng nhau không? Có anh nhìn thấy có đốt bao giờ bằng nhau không? Nhiều anh em mà bảo các đốt này nó phải kịch. Không, không bao giờ cái đốt này kịch. Này anh em nhìn này. Đấy. Bao giờ nó có độ hở như này. Đấy. Tùy từng mẫu. Nhá. Nhưng mà đa phần nó sẽ có độ hở to nhỏ đây. Nó có độ hở anh em này. Đây này. Đấy, có độ hở này. Thế nên làm sao các gióng này bằng nhau được? Gióng bằng nhau thì cái cần làm sao chịu lực được? Đây này. Đấy, đây là khoen treo nha anh em, đây là cái khoen treo của nó này. À, thì cái này nó mới tụt thẳng xuống này, đây là cái khoen treo này. Nhìn chưa? Khoen to nhất khoen treo nó. À, thì nó mới tụt thẳng xuống, em mới nhìn nó là kín luôn. Đấy. Nha. Đây. Đây là mẫu mới nhất đây. Mẫu em có mẫu hàng mới mới nguyên hộp đây. Anh em nhìn này. Các đốt không bao giờ bằng nhau, thế không có chuyện anh em tháo cái nắp đít ra mà soi bên trong nó bằng nhau được nhá. Đấy. Đấy là một số chia sẻ nhỏ nhỏ, còn anh em nào muốn tham khảo thêm thì có thể liên hệ với em. Đấy, vì video em không thể nào nói hết trong một cái video được các bác. Đầy đủ được, em chỉ nói sơ qua một số đặc điểm vậy. Đấy, để các bác phân biệt. Đấy, để các bác phân biệt và các bác tìm hiểu thêm. Chứ còn cái đấy cũng chỉ mang tính tham khảo thôi anh em nhé. Mang tính tham khảo cho anh em thôi. Chứ không thể nào áp dụng đại trà cho tất cả các mẫu cần được. Đấy, vì em nên em làm video này là nhất định chính cho anh em. Một số chia sẻ của một số anh em nó không rõ ràng. Thứ hai là một số chia sẻ không chính xác. Đấy, thì em chia sẻ cho bác vậy. Đấy. Còn các bác muốn mua được một cần chính hãng, đấy, nguyên bản, nguyên zin thì các bác nên lựa chọn những nơi bán hàng uy tín. Đấy. Có tên tuổi, có uy tín, thực sự là uy tín nhé.
Các bác mua bất kỳ bên nào em không cần quan tâm. Đấy. Còn đối với những bên người ta đã bán uy tín, em nói bác này, những cái cần người ta đưa về nó nguyên bản như thế nào thì người ta bán như vậy đây. Nó xước như này thì người ta để nguyên như vậy. Đấy, không có tác động làm gì cả. Nó xước như nào thì báo như nó xước như vậy đây. Đấy, nó xuất đây người ta chấm sơn, chấm đây là bên Nhật người ta chấm nhá, người Nhật người ta chấm chứ không phải là về bọn em chấm đâu. Đấy. Thì để nguyên bản như vậy cho bác. Còn về chất lượng thì những cái cần này khi đưa về là được bên em kiểm tra hết rồi thì mới đưa về cho các bác nhé. Đấy. Và tại sao là khi giao hàng là em yêu cầu là các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận, kể cả bên em là thanh toán trước nhé, nhưng khi nhận hàng em vẫn yêu cầu cho các bác kiểm tra trước khi nhận. Thứ nhất là em đề phòng là hàng của em bị đổi. Thứ hai là em đề phòng trong quá trình vận chuyển là bên vận chuyển làm hỏng hàng. Đấy. Thì khi nó bị có vấn đề gì các bác báo lại cho em, cái này em sẽ yêu cầu bên vận chuyển họ phải lập biên bản, sau đó sẽ xử lý làm việc với bên em. Đấy, và nếu hàng bị hỏng thì chắc chắn là do bên vận chuyển rồi, vì khi bọn em gửi đi không bao giờ có chuyện bọn em gửi hàng hỏng cho các bác nhé. Đấy, hoặc là mất hàng thì bên vận chuyển họ sẽ phải chịu đền bù đấy, lại cái giá trị của cái hàng đó. Chứ giá 10 triệu họ sẽ đền cho bọn em đúng 10 triệu luôn đấy, các bác nên nhớ là như vậy đấy. Thế nên video nó cũng dài rồi, em chia sẻ vậy thôi. Còn nếu mà có cái gì băn khoăn anh em nó không rõ thì cứ liên hệ với em nhé. Số điện thoại em để dưới video này, địa chỉ để dưới video. Em luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ các bác trong vấn đề mua bán cần câu. Các bác mua bất kỳ nào cũng được. Các bác cần tư vấn thì cứ alo cho em. Chứ không phải nhất thiết là các bác cứ phải mua cần bên em. Đấy. Các bác mua bên khác, các bác thấy mà người ta bán hàng mà rẻ, êm, có thể liên hệ với em để em hỗ trợ cho về cái mặt tư vấn về cái dòng cần đấy nha. Đấy, những dòng nào em biết, còn những dòng nào mà em nắm không chắc lắm thì em chia sẻ những cái mà em biết thôi. Còn những cái không biết thì có thể em tìm hiểu thêm, em sẽ chia sẻ các bác, hoặc là các bác phải tự tìm hiểu. Đấy, các bác thấy nó có ích ở điểm nào đấy, thì các bác nhớ like và chia sẻ giúp em. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video nha. Cái này là chia sẻ của cá nhân thôi. Đấy, kinh nghiệm bán hàng trong giới bán hàng. Đấy, còn các bác cũng phải tự tìm hiểu thêm nhé. Vì nếu các bác mà đến ngồi đây chia sẻ trực tiếp với em thì em sẽ hướng dẫn các bác từ A đến Z thì nói được nhiều, chứ nói trên cái video các bác này bây giờ là gần 40 phút rồi. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video nhé.